Chương trình của chúng tôi là chương trình 7 nụ cười. Sống tốt là mình sẽ nhận được những điều tốt đẹp à? Đúng rồi. Thật sự bây giờ chị em mình kêu mồi về giọng tỉ còn chưa rớt cơ. Anh em ơi, để em bỏ anh nhân tạo lên gì vậy cho mọi người yên tâm. Thôi chị ơi, mình đỡ cho. Thôi tôi tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tỏ ra, tỏ ra, tỏ ra. Đây, trò chơi này vô cùng đơn giản. Các bạn hãy nhìn sau lưng. Trò chơi rút số. Mỗi đội có 2 thành viên sẽ ngồi trên 6 ô số và có bàn riêng biệt dành cho từng đội. MC Trường Giang sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một con số trong thùng. Nếu số đó rơi vào đội nào, thành viên của đội bạn sẽ nhanh chóng đến rút ô số đó đi. Đội nào rơi xuống đất trước sẽ thua cuộc và gánh chịu hình phạt. Đội nào trụ được lâu hơn không rớt xuống đất thì đội đó chiến thắng. Quá đơn giản. Em với chị Harry ngồi trên đây rồi đó. Chứ tiến luật mà ngồi nó sụp sao? Bên đây ai ngồi trên? Nhìn là biết hai bạn phải ngồi rồi. Tôi ngồi lên nó sụp thì sao? Xin mời lên. Vậy thì cái này là nó do may mắn thôi. Đúng rồi, nhưng mà khi mà chẳng may mà rút hết rồi đó, còn một cục đó thì hai đứa phải dồn cái trọng lực vô cái cục đó. Dạ dạ dạ. Tôi sẽ không nhìn để gọi là công bằng cho cả đôi bên. Đúng rồi. Chị ơi, mình đứng cho trụ vững nè. Sẵn sàng chưa? Sẵn nè. Khoan. Ui, ngồi đi đừng đứng. Đứng nó dễ sụp lắm. Chị em mình cứ bình tĩnh thôi đúng không? Đúng như vậy. Mình sống tốt là mình sẽ nhận được những điều tốt đẹp à? Đúng rồi. Đây, điều tốt đẹp. Màu xanh. Tôi sẽ thôi chưa? Sao đâu? Đem về đội mình. Mình sống tốt. Đúng số 3 luôn. Khóc trời không phụ lòng mình đâu, em đừng lo. Đúng rồi, em tin chị mà. Số 1. Đó. Số 2. Số 2 bên kia rồi. Bên đó đầu hàng đi. Đây. Ở giữa không sao, ở giữa không sao. Ở giữa không sao. Không sao. Đúng rồi. Xanh nè. Đó, xanh nè. Đó, biết ngay đó. Dồn qua bên kia liền. Bên đây. Dồn qua bên đây nè. Yeah. Màu xanh. Mình sống tốt là mình sẽ nhận được những điều tốt đẹp à? Đúng rồi. Yeah. Màu xanh nữa. Số 4. Trời ơi, anh nên rút đi. Anh rút đi. Chuyện bình thường. Chị quay đầu qua đây nè. Ngồi bên góc kia để nó nhảy. Màu đông. Dồn cho cuối. Chưa gì hết. Trời ơi, cái gì vậy nhỉ? Sao mà tôi không vậy? Số 5. Hôm nay mà đâu đấy? Trời ơi, ở giữa. Ông lật ông vô ông rút cái gì không ngờ mấy bạn ơi, bạn sống tốt mà thì tôi tưởng đâu mấy bạn tốt thiệt.
Và như thường lệ, ở phần này luôn có món ăn không ai muốn ăn. Thôi xong. Hiện tại chưa ai biết điều gì đau đớn đang chờ đợi để thêm phần sâu nặng cái sự đau đớn. Rồi bạn nói chữ sâu nặng, người ta tưởng đâu là ăn sâu thiệt các bạn. Nguy hiểm lắm luôn á. Vinh thì không sợ rồi. Cái gì vậy ngất hả? Để em có nhân tạo cho chị dạ cho. Mọi người yên tâm. Chị giật lên đây. Thôi chị ơi. Chị giật lên cho. Thôi tôi tỉnh rồi, tỉnh. Để vô. Dở quá, thấy tao xỉu là ẩm tao vô trong liền. Có mình sống tốt mà, mình sẽ có được những món ăn ngon. Tốt hoài hả? Harry sợ là chỉ có ung dáng thôi. Hai cái tao còn vặt rồi. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi. Sao mà có thể cho gì vậy hả? Trời ơi, cái này thì hơi bị quá đáng à. Có nên đổi con không? Nói thiệt. Tại sợ dạ chịu không nổi nè. Sợ xỉu quá. Cái này thì hơi ấy quá. Tội nghiệp chị dạ quá. Đừng có cho chị dạ ăn. Dạ mọi người. Đừng có cho chị dạ ăn. Cho em tâm sự đôi lời được không? Nói đi. Hôm qua em mới đi khám, bác sĩ nói em bị đau dạ dày, không được ăn những món tầm bậy tầm bạ, chỉ được ăn cơm trắng thôi. Ôi, nhìn ghê. Mọi người có thể vì căn bệnh của em mà cho chị dạ, chị dạ, chị dạ ăn được không? Bây giờ là nên cho Trương Thế Vinh ăn khúc đầu, thôi hay khúc đuôi. Khúc đuôi đi. Khúc Vinh đầu. Chọn. Cắn ra nó xịt ốc. Vinh có quyền chọn ăn đầu hay đuôi. Khúc sau thì nó trứng nhiều chứ. Cái gì? Đầu hả? Đầu hay đuôi hả? Ăn cái đuôi đi. Cái đừng ăn cái đầu. Rồi. Hạ miệng. Hạ miệng. Cái gì? Anh từ từ. Ừ trước nha. Trời đúng rồi, cho ngửi cái. Ừ trước không? Ê, tự nhiên nghe nó buồn ói quá. Hạ miệng, hạ miệng. Hạ miệng ra. Ê, chưa ăn nha, chưa ăn nha chú em. Ăn đàng hoàng. Hạ miệng ra, hạ to ra. Hạ to ra. Hạ to ra. Cắn nó sạch trứng ra không? Hạ to ra. Nghe nó giống như cái vỏ hạt dưa vậy đó. Đúng, hạ to ra, thật sự là hạt dưa thôi. Cắn đi. Hạt dưa thôi hả? Hạt dưa thôi hả anh Luật? Anh cho anh nhổ mặt em đấy. Ôi xin lỗi, xin lỗi. Anh nhổ chỗ khác đi. Đấy, coi anh đang bịt mắt đúng không? Đi ra xa em xíu nhổ đầy mặt em không biết cái gì. Mặt em khoa là lửa to hơn nè. Ôi anh ơi. Sao giống con dáng quá vậy? Hạ miệng. Hử trước nè, hử trước nè. Trời ơi, nó mùi hăng hăng làm sao đó. Nó giống như cái vỏ hạt dưa đó. Nó sập trên ghê quá. Quay mặt ra phía trước ghi hình. Quay mặt ra phía trước ghi hình. Phía trước ở đâu anh? Đó đúng rồi. Nè hạ miệng. Hạ miệng đi. Sao 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 sao? Sao anh rút cái gì mà nó dài 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 thế? Harry, Harry. Cái em cảm giác nó dài không cắn được luôn à. Rồi, rồi, điểm đó Khoa, điểm đó như Khoa. Bây giờ lựa con nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ nha, màu sắc trong sáng cho dạ. Thôi, con cho nhỏ. Chị dạ ăn cái đầu thôi đi. Bẻ thôi, cái phải, đầu phải, phải, thôi. Cái đầu dạ ối á. Cái đuôi được không? Cho ăn cái đuôi đi. Thử trước nha. Chứ xỉu là cho ăn bốn con luôn á. Vậy đó, thấy không? Hả miệng ra. Hả miệng ra, hả miệng ra. Cái này ngon lắm dạ. Hả miệng ra. Hả miệng ra. Bắp xào, bắp xào. Ngửi chứ đi. Nó liếm em. Là nó còn sống luôn hả? Thì cái con này nó còn sống mà. May quá, con em chết rồi. Dạ, ráng đi, vô một cái là ra liền à. Hả miệng vô, ra. Vô miếng mà ra hết luôn mà, em yên tâm đi.
mở ra vô luôn. Hạ miệng ra. Cái gì vậy? Đâu có gì đâu. Em thử em nghe mùi hả? Thử lại nè. Nó cứng ngắc rồi. Không phải, tào lao. Bà cảm giác thử lại nè. Thử chưa? Hạ miệng ra. Cái da nó giòn lắm á. Chiên giòn mà. Con gì vậy? Nhìn kìa. Trời ơi. Thế em cắn cái gì của nó vậy? Không phải con tán, con này con giống cà cuốn đúng không? Ủa, đúng rồi. Con này con cà cuốn hay sao á? Đây là con cà cuốn, ở ngoài miền Bắc ta ăn rất là nhiều bình thường mà. Trẻ vào nước mắm để ta ăn bánh ướt luôn á. Ủa, con này là em ăn được nè. Nhưng mà hồi đấy nó có cái mùi. Chúng ta không thuộc về nhau nữa, em không phải đội quanh nữa, em thấy ghê quá. Không phải, bình thường là người ta làm ta phải bỏ cái cánh này đi. Em ăn được ruồi không? Sao cuộc sống của anh cứ dán với ruồi không ta? Thì anh thấy em ăn được con này. Thì con này em ăn được mà. Ăn đi, ăn thử. Nhưng mà bỏ coi cánh. Thật sự em nói vậy cho nó có không khí thôi, chứ em không ăn được con này đâu. Ăn đi. Ăn đi cho mọi người biết đây là cà cuốn thật. Chưa có không khí đâu Khoa. Chưa có không ăn khí. Ăn đi, cà cuốn thật mà. Vẫn chưa có không khí mà không có gì. Con này thật sự ăn rất là ngon. Nó giòn. Anh làm sẵn cho em rồi nè. Thôi em có cái này ạ. Tại con này á, bí quyết ăn của nó đó là ăn cái càng nó là ngon nhất, sau một tiếng sau mới ăn cái mình. Thì bây giờ là mình sẽ ăn cái càng trước, một tiếng sau mình sẽ ăn tiếp. Đó rất là ngon. Không phải, nhưng mà đầu bếp nấu quá mặn. Mà chưa có mổ nữa sao, nó còn hăng có bụng. Cà cuốn mà ai mổ? Ủa sao qua bên đội thua đứng vậy? Không. Chắc chị muốn ăn đó. Đâu các bạn, tiếp tục chiến thắng ở lượt này. Tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về đội của mình.